không chỉ nổi tiếng về thế mạnh du lịch tâm linh, Uông Bí còn là thành phố được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh tự nhiên độc đáo như Hồ Yên Trung, Lượng Xanh, rừng quốc gia Yên Tử. Nếu như trước đây, du khách chỉ tập trung đến tham quan các điểm du lịch tâm linh của thành phố trong 3 tháng hội đầu xuân, thì nay với việc đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái trải nghiệm, những tháng còn lại trong năm, Uông Bí cũng đã thu hút lượng lớn khách du lịch. Đây là hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng du lịch 4 mùa đã và đang được thành phố tập trung thực hiện. Không chỉ trong mùa hội xuân mà các thời điểm khác trong năm đến với di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, ngoài tham quan chiêm bái lễ Phật, du khách sẽ được trải nghiệm những hoạt động cộng đồng sâu bản sắc dân tộc, đêm hội làng, các trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống, những hoạt động thiền, di dưỡng tâm trí. Quần thể trung tâm văn hóa Trúc Lâm với kiến trúc cổ kính khác biệt sẽ khiến du khách như được trở về với không gian hoàng cung triều Trần của 700 năm trước. Nằm cách trung tâm thành phố 4 km, Lượng Xanh vẫn còn giữ được những nét hoang sơ đặc trưng của núi rừng Đông Bắc. Thảm thực vật tự nhiên phong phú, những khối đá muôn hình vạn trạng hòa trong tiếng thác suối rì rào chảy suốt ngày đêm. Những lượng nước trong xanh tựa ngọc, bức bích họa thiên nhiên kỳ thú của Lượng Xanh chắc chắn sẽ khiến bất kỳ du khách nào khi khám phá nơi đây cũng đều phải ngỡ ngàng sửng sốt. Đến nơi đây, bạn được trải nghiệm du lịch vượt suối băng rừng, thỏa sức ngắm thác Đổ, suối Xeo, được hòa mình trong lượng nước mát lành, thư thái, tĩnh tâm, rời xa bao ồn ào của nhịp sống hối hả bận rộn. Được ví như Đà Lạt thu nhỏ, với những đồi thông xanh vi vút, những hòn đảo thơ mộng nổi giữa mênh mang hồ nước, vẻ bình yên hoang sơ khoáng đạt của Hồ Yên Trung là điểm đến lý tưởng cho những chuyến picnic dã ngoại của nhóm bạn, gia đình. Đến nơi đây, du khách được trải nghiệm những hoạt động thú vị, chụp ảnh, ngắm cảnh trên cầu tình yêu, dạo bước giữa rừng thông mã vĩ, tận hưởng không gian trong lành, đạp xe thể thao, dã ngoại. Tháng 5 năm 2020, Hồ Yên Trung được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất con người, các sản phẩm du lịch tại Hồ Yên Trung đến với du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện chủ trương đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ khách vui chơi khi đến tham quan du lịch trên địa bàn thành phố. Cùng với những điểm đến quen thuộc như khu di tích danh thắng Yên Tử, Lượng Xanh, Hồ Yên Trung, thời gian qua, với chính sách thu hút đầu tư rộng mở, Uông Bí đã mời gọi được các nhà đầu tư chung tay cùng thành phố xây dựng những điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm độc đáo. Các điểm du lịch này đưa vào hoạt động đã thu hút hàng chục ngàn du khách đến khám phá, trải nghiệm vào các mùa trong năm. Nằm dưới chân non thiêng Yên Tử, thùng lũng hoa Yên Tử hội tụ tinh túy của nhiều loài hoa đẹp. Đến với thùng lũng hoa, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian ngàn hoa đua nở, tỏa ngát hương thơm, hít thở không khí trong lành, cùng lưu dấu những ấn tượng khó phai về hương trời cảnh sắc Yên Tử. Đỉnh Bình Hương, điểm đến mới lạ cho du khách yêu thích du lịch khám phá. Điểm đặc biệt ở đỉnh Bình Hương là những thảm cỏ trải dài mút mắt, màu sắc biến đổi theo mùa, từ sắc xanh trong những ngày hè đến các gam vàng khi thời tiết vào mùa thu đông. Trên đỉnh Bình Hương, du khách có thể phóng tầm mắt tới những dãy núi trùng điệp xa xa, thu trọn thành phố Uông Bí trong tầm nhìn. Cùng với đẩy mạnh đầu tư khai thác các tiềm năng du lịch, công tác giới thiệu quảng bá điểm đến cũng được thành phố Uông Bí chú trọng. Ngày 24 tháng 4, thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình công bố các hoạt động du lịch hè nhằm tiếp tục quảng bá mời gọi du khách đến với Uông Bí. Với chiến lược đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch riêng trong năm 2021, Uông Bí đặt mục tiêu tổng số khách du lịch đạt trên 1,6 triệu lượt, tăng số lượng, thời gian lưu trú của khách du lịch. Thành phố cũng phấn đấu sẽ phát triển dịch vụ du lịch theo hướng hiệu quả, bền vững, chuyên nghiệp, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong 4 trọng điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh.